Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đơn giản nhất để làm một chiếc mạch điều tốc 220V sử dụng cho các loại máy mài gốc. Thì trước tiên chúng ta không thể thiếu đó là một cái chiếc áp đèn. Ở đây mình sử dụng loại chiếc áp đèn với công suất là 1000W các bạn nhé. Đây, như các bạn có thể thấy, đây là chiếc áp đèn của mình và công suất của nó là 1000W 220V. Tiếp theo mình cần có đó là một cái mặt, hai ổ cắm, một công tắc. Ở đây mình sử dụng loại ổ cắm này các bạn nhé. Và chúng ta sẽ cần thêm đó là một chiếc đế, đây là loại đế âm tường. Đây là đế âm tường các bạn nhé. Tí nữa chúng ta sẽ ráp nó vào như thế này. Tiếp theo các bạn cần cho mình một đoạn dây điện, thì dài ngắn thì tùy các bạn. Ở đây mình sử dụng 1 mét và một chiếc phích cắm điện. Đây là loại phích cắm điện bình thường thôi các bạn. Và chúng ta cũng sẽ cần đến một ít băng keo điện. Rồi, mọi thứ cần thiết chúng ta đã chuẩn bị xong. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm chiếc mạch điều tốc các bạn nhé. Thì trước tiên các bạn sẽ đấu phích cắm vào đoạn dây của chúng ta. Vậy là mình đã đấu xong cái phích cắm vào sợi dây điện. Mình sẽ khoan một lỗ ở đây. Mình sẽ sử dụng chiếc khoan này. Bây giờ mình sẽ luôn sợi dây điện này vào ở đây các bạn. Các bạn hãy kéo cho mình dài thêm một tí và tạo cho nó một cái nút thắt. Tiếp theo chúng ta sẽ tách đôi sợi dây điện này ra. Bây giờ mình sẽ tuốt hai đầu của sợi dây điện này. Thì ở đây mình sẽ cắt ngắn một đoạn này. Mình sẽ để ở đây. Và mình lại tiếp tục tuốt sợi dây điện. Bây giờ chúng ta sẽ tuốt cái phần dây điện của cái chiếc áp này các bạn. Mình sẽ sử dụng đoạn dây ngắn này. Mình quấn thêm vào đây. Thì làm như thế này thì cái mối nối của chúng ta sẽ chắc chắn hơn các bạn. Đầu này mình sẽ nối vào ổ cắm. Còn đầu này mình sẽ nối vào một đầu của dây điện.
mình nối thủ công như thế này thì rất là chắc chắn các bạn nhé. Các bạn nào muốn xem, muốn biết cách nối dây điện lại với nhau như thế nào cho chắc chắn thì các bạn có thể tìm xem video trên kênh của mình. Bây giờ mình sẽ băng keo lại. Rồi sau khi đấu nối xong thì chúng ta được như thế này. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đấu hai đầu dây này vào ổ cắm. Vậy là mình đã đấu xong hai đầu của sợi dây vào ổ cắm. Thì theo như mạch này thì cái chiết áp của chúng ta sẽ đấu nối tiếp vào chiếc ổ cắm này các bạn nhé. Các bạn sẽ cầm chiếc chiết áp như thế này và các bạn rút thẳng cho mình. Nó đã vào khớp rồi các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ sử dụng cái nút vặn này, các bạn dắt vào thôi. Và chúng ta sẽ thu gọn cái đầu cốt này các bạn nhé. Đây chúng ta làm như thế này nó sẽ rất là chắc chắn và không bị tuột trong quá trình chúng ta sử dụng các bạn. Bây giờ chúng ta vặn hai con ốc này vào. Tiếp theo chúng ta đẩy nắp vào nữa là hoàn thành rồi các bạn. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau test thử các bạn nhé. Rồi thì các bạn có thể thấy khi chúng ta điều chỉnh chiết áp thì tốc độ vòng quay của cái máy mài gốc cũng thay đổi theo và cái trị số điện áp của chúng ta cũng thay đổi theo các bạn. Thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để có thể tự ráp một cái mạch điều chỉnh tốc độ cho máy mài gốc tại nhà. Thì các bạn nào thấy video này hay và hữu ích thì nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Còn nếu các bạn nào có nhu cầu sử dụng cái bộ điều tốc này mà không thể tự ráp tại nhà được thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình để ở trên màn hình và phía dưới dòng mô tả. Mình sẽ
bán cho các bạn cái bộ hoàn thiện như thế này với giá là 200.000. Thì ở đây mình sử dụng cái loại chiết áp là loại hàng chất lượng cao các bạn nhé, nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng. Thì ổ cắm điện này thì các bạn có thể mua ở bất kỳ đâu, nhưng với cái loại chiết áp 1.000W này thì có một số bạn trong thời gian qua là không mua được, nên các bạn cũng có liên hệ với mình để nhờ mình mua. Và các bạn nào muốn mua chỉ mua chiết áp này thì mình sẽ bán cho các bạn với giá là 80.000 đồng. 80.000 đồng thì chưa có tiền ship các bạn nhé. Còn nếu các bạn mua trọn bộ như thế này thì mình sẽ bán là 200.000, đã bao tiền ship cho các bạn và ship trên toàn quốc. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình các bạn nhé.